Chào các bạn, hôm nay mình quay một cái video nói các bạn về vấn đề là cây nó bị cháy phân, tưới nóng quá nó bị thế nào. Thì kỳ rồi mình tưới cái phân nó quá liều, nóng quá, phân mới mình đọc không kỹ nên thành ra nó bị cái tình trạng này. Khi tưới xong và các bạn thấy là lá nó vàng hàng lọn luôn. Bữa nay tưới là ngày mai là nhận biết cái vấn đề bạn, nó dễ biết lắm. Hôm nay tưới là ngày mai nhận. Đó, lá như này nó vàng tự nhiên nè. Ở trên dưới nó vàng như nhau, nó không có đốm đen, ta gọi là vàng do sinh học, do cái quy trình nó phát triển, nó bị sốc. Đây là cái lá nõn còn bị nè, nóng quá. Đó, rất là nhiều cây bị để mình quay cho các bạn xem, để các bạn học kinh nghiệm là cây bị để các bạn biết, chứ không nó không có bệnh gì hết nha các bạn. Đây nữa nè, đây nữa nè. Đó, cây nó vậy đó, nó bị vậy đó, nó bị vàng khè luôn, lá trên cũng bị luôn, ở dưới không có bị gì luôn nha các bạn ha. Trên dưới giống nhau nha các bạn ha. Thì là nó như vậy là chắc chắn là nó trước hôm đó chúng ta đã làm cái gì cho nó rồi, chúng ta đã làm cái gì để nó bị rồi các bạn ha. Đây thì dengue là một cái thằng mà nó dễ bị nhạy cảm nhất các bạn, thậm chí chết luôn nè. Đó, ghê chưa. Nhưng mà không sao, cây thao này nếu mà nó sống được thì nó lại cứu lại. Đó, thì những cái cây lan mà nó bị mà cháy nắng, cháy lá là nó vậy các bạn. Khác với cháy nắng, cháy nắng là nó cháy một lõm thôi. Đây, không phải cây nào cũng bị như bạn, cây nào mà nó đang có vấn đề gì đó là nó vân vân thì nó mới bị, chứ không phải cây nào nó cũng bị hết. Nó sẽ có bị một số cây nào đó trong vườn mình thôi. Thí dụ tỷ lệ kỳ tồi mình kiểm tra nó khoảng tầm trong vườn khoảng tầm 15 cây, tỷ lệ khoảng tầm 20% các bạn, 20% bị. Đó, đây nè, những cây nó rụng lá nè, đây nó nè. Các bạn bị cái này thì nhiều bạn hỏi xử lý thì sao. Mình nói thật, nó bị rồi thì bây giờ các bạn chỉ chịu thôi, chịu ha. Quan trọng giờ cho nó phát triển mạnh sau này thôi, bón phân rồi này kia cho nó. Còn nếu các bạn muốn giải độc thì chúng ta tưới humic B12 amirin thì chúng ta giải độc. Còn nó thẳng là nó đã bị rồi thì chắc chắn nó phải vàng thôi. Chúng ta giải độc để làm gì ạ? Để chúng ta cứu cho những cây sau á, những cái cây đời sau nha các bạn. Chúng ta cứu những cây đời sau cho nó, chứ không phải là giải độc để mà cứu cái lá vàng này đâu. Nó đã vàng là ngày mà hôm sau nó đã vàng rồi thì chúng ta không có cứu nào được á. Nó sẽ vàng nhiều hơn khoảng 3 ngày rồi thôi. Thì chúng ta cây nào chết thì nó chết, cây nào mà nó sống thì nó sẽ lên con lại cho chúng ta. Thì chúng ta cần phải cho những cái thuốc như nãy mình nói là B12, B1 cũng được, B12, amirin hoặc là humic để cây mình nó hồi lại và nó sẽ ra đề sau nó khỏe mạnh lại, nó không bị sốc toàn cây. Chỉ vậy thôi. Thì các bạn nhớ ha, chúng ta tưới cái gì chúng ta phải coi liều, cẩn thận. Thỉnh thoảng mình cũng bị, ví dụ như khoảng 2 năm mà bị một lần. Có nghĩa là 2 năm mình bị tình trạng là lơ đễn, gây ra tình trạng như vậy. Bên mình, lúc mà các bạn mua phân bón bên mình á, bên mình sẽ gửi cho các bạn một cái liều về những cái hũ mà nó ghi không còn rõ ràng, hoặc là những cái mà Mai Quy bị vậy nè. Kinh nghiệm nè, Mai Quy sẽ ghi liều cho các bạn trong những cái liều đó để các bạn tưới, đừng có bị như mình. Tức là mình bị rồi thì mình sẽ ghi lại, mình đúc kết cho gửi cho tặng cho các bạn khi mua phân bón. Nếu các bạn mua phân bón, các bạn thấy yêu cầu bên mình tặng cho các bạn một cái liều dùng của những cái chai thuốc mà nghi ngờ mà chúng ta cần phải chú ý khi tưới, thì bên mình đều có tổng kết. Ví dụ như là những chai như là Fisan, Anvil, rồi Vichusam, rồi Superthai, thì mình có đều có ghi liều hết, vì những chai đó nó ghi không rõ ràng, nếu chúng ta tưới rất là nguy hiểm các bạn ha. Chúng ta rất là sợ những cái liều đậm, ví dụ như là Atunit, Decamon, Fisan, mấy cái đó nó liều rất là nhẹ. Mà kỳ rồi cái mình tưới cái thằng Vichusam á, Vichusam thì lúc trước mình có nghe nói là cái liều rất là nhẹ, mình không ngờ là cái chai thuốc vừa rẻ tiền mà lại sao dùng liều nhẹ thế. Mình chơi cái liều thông dụng 2c lít nước, thế là nó lãnh hậu quả như vậy nè các bạn. Chứ liều của nó rất là thấp, liều của chai Vichusam mà chị sâu gầy mà sinh học á, liều của nó là tầm khoảng 10c trên 50 lít nước luôn á. Mà mình tưới gấp tới 5 lần nên mình lãnh hậu quả như vậy nè các bạn. 10 lần luôn chứ, 10 lần, gấp 10 lần. Hên là may mắn là nó chỉ bị những cây dengue thôi, chứ những cây kiếm, những cây cát lê da thì mình thấy nó không hề bị bất cứ một cái gì luôn nha các bạn.
Dengo là một thằng mà chúng ta tưới những cái thuốc nấm, những cái gốc đồng mà lãng quạng là nó sẽ tuột lá rất là dễ luôn. Nó vậy chứng tỏ nó là gì ạ? Nó rất là nhạy cảm các bạn ha. Rồi các bạn nhớ ha, thì các bạn có thể yêu cầu công ty mình gửi cho bạn những cái bản phân bón nấm bệnh mà bên mình đã rút kinh nghiệm rồi, để các bạn có thể về không có bị như mình nữa nha. Xin cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn.